Các bạn đang nghe tác phẩm Thuyết Trần Sử Nhà Trần của soạn giả Trần Xuân Sinh thực hiện bởi ban biên tập trang web việt sử.org tháng 5 năm 2022 Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật sinh 1254 mất 1330 Trần Nhật Duật là con thứ sáu vua Thái Tông ông này dũng cảm như Quang Khải chứ không hèn kém như hai anh trên năm 1267, được phong tước Chiêu Văn Vương. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép ông là Chiêu Văn Đồng Tử Giáng Sinh, khi mới sinh ở hai cánh tay có chữ Chiêu Văn Đồng Tử, nét chữ rõ ràng, đến khi lớn lên nét chữ mới mở đi, vì thế nên mới có hiệu là Chiêu Văn, sau vua lại lấy làm hiệu phong vương. Nhật duật học suốt ngũ kinh và chư sử, tinh thông lời huyền diệu của đạo gia, hiểu biết âm nhạc, đời bấy giờ khen là người học thức rộng rãi lại hiểu biết các thứ tiếng hoa thái giao tràm ông thường hay giao du với người nước ngoài trăm và tống từng hay cưỡi voi đến chơi thôn đa gia ly ta gọi là thôn bà già đất sát nhập nước ta mà người trăm vẫn còn ở có khi ba bốn ngày mới về lại đến chơi chùa tường phù đảm đạo về phật pháp với nhà sư người tống phàm người nước ngoài đến kinh sư nhất là người Hán, thường mời đến nhà chơi cùng nhau đàm luận suốt ngày. Khách là người trăm hay người man khác thì cứ chỉ theo tục của họ mà tiếp đái. Đời vua Nhân Tông có sứ thần nước sách Mã Tích, có lẽ là Singapore, Nam Dương, Mã Lai, Sang, ông thông tiếng chăm nên thông dịch được tiếng họ. Mỗi khi giao thiệp, nói chuyện với sứ thần nhà nguyên không cần thông ngôn, thường tay cầm tay uống rượu với nhau vui vẻ như bạn thân vẫn quen biết. Sứ Nguyên lầm tưởng ông là người chân định, nay thuộc tỉnh Trực Lệ, là nơi văn vật của Trung Quốc, sang làm quan bên An Nam. Nhân Tông thường nói, chú Chiêu Văn có lẽ là hậu thân của người phiên lạc cho nên nói được tiếng các nước. Nhật Giật là người có độ lượng hỏa nhã, dù mừng hay giận, không lộ ra nét mặt, lại không ngưa những sự thỉnh thác. Lúc gặp việc thì nhân cơ ứng biến, rất mạnh bạo trong việc đánh giặc. Năm 1280, tù trưởng người giao ở Đà Giang là Trịnh Dốc Mật làm phản, tụ họp dân chúng cướp bóc. Nhân Tông sai Nhật Duật dẫn quân đến nơi. Dốc Mật sai người đến doanh trại nộp thệ từ nói: Dốc Mật không dám trái lệnh triều đình. Nếu ân chủ một người một ngựa đến thì Dốc Mật này xin ra hàng ngay. Nhật Duật nhận lời rồi đem năm sáu tiểu đồng cùng đi. Tướng tá đều ngăn lại. Nhật Duật nói: Nếu y phản chắc triều đình sẽ có người khác đến, không cần phải lo kịp khi đến nơi người giao đứng vây bọc hai ba lần đều cầm khí giới quay đầu vào doanh trại nhật duật cứ vào thẳng dốc mật mời ngồi nhật duật thông hiểu tiếng giao và phong tục họ người giao thích lắm dốc mật đem cả giác thuộc đến trại xin hàng mọi người đều phải kinh ngạc khâm phục nhật duật đem dốc mật về kinh nhân tông khen ngợi dốc mật để con lại kinh nhật duật thương yêu giáo dục lại xin phong tước thượng phẩm cho sau cũng cho trở về động sau khi hưng đạo vương lĩnh chức tiết chế nhật duật được cử đi chấn giữ trại thu vật ở tuyên quang năm 1084 khi thoát hoan dẫn đại binh từ quảng tây xâm nhập vùng lạng sơn thì một đạo quân nguyên khác do tướng nạp tốc lạc đinh từ vấn nam tiến sang theo dòng sông thao tức thượng lưu sông hồng và sông lô tức thanh giang nhật duật chạy đánh không lại phải lui binh về bạch hạ tập hợp các đoàn binh sĩ mạng tây bắc làm lễ tuyên thệ hết lòng trung thành báo đền ơn vua nợ nước quân nguyên kéo tràn xuống tuy phải lui mà nhật duật đặt phục binh chiến thắng giặc ở bình lệ nguyên thuộc xã tan canh giáp giới vĩnh yên và phúc yên và ở cự đà gần núi thắm và quảng nạp trên quốc lộ số hai ngày nay giặc vận dụng nhiều binh thuyền cố đánh đuổi nhật duật lui quân theo dòng sông hồng xuôi xuống giặc thủy bộ đuổi theo nhưng nhận thấy chúng đi không gấp lắm nhật duật sinh nghi phàm quân đuổi theo tất phải đi mau nay chúng lại thông thả sợ có quân giặc ở đằng trước đón Ông vội sai người dò xem thì quả nhiên có giặc đã trận ở Hạ Lưu. Đó là do Thoát Hoan đã chiếm kinh thành, sai một đoàn quân đánh trở lên. Nhật Duật dẫn quân vượt qua sông, thoát nạn rồi cùng nhau đi theo đường nhỏ về với đại quân tại vùng dưới. Sang tháng 4 âm lịch năm 1285, giặc thiếu lương gặp khó khăn, quân đội ta tổng phản công. Nhân Tông sai Nhật Duật đem quân đánh đuổi bọn Toa Đô vừa chạy ra Bắc. Nhật Duật thắng lớn quân Nguyên tại Hàm Tử Quan. Đây là lần đầu tiên quân ta thắng được quân Nguyên phải thua chạy là chiến công đứng đầu đời Trùng Hưng. Năm 1287, Thoát Hoan sang đánh lần sau, Nhật Duật chấn giữ các cửa ải vùng Lạng Sơn phải bỏ nơi này trước sức mạnh ổ ạt của giặc. Lui quân về ngã Ba Hạc chống giữ đạo quân Vân Nam lần này do tướng Ai Lỗ chỉ huy. Nhật Duật lại không cả nổi bước tiến mạnh mẽ của chúng. Sau khi mất hết số lượng lớn lương thực trong trận Vân Đồn, quân Nguyên phải bỏ cuộc chạy trốn về nước. Lần này cũng như lần trước, Nhật Duật đem binh thuyền đánh đuổi đám quân Vân Nam chạy về nước ngược theo sông Hồng. Chú thích của soạn giả, sự việc này quốc sử và bắc sử đều không chép. Đây là viết theo lời truyền tụng của dân làng thờ ông để báo thủ các trận thua trước. Xét thấy hợp lý, lại cũng hợp với phép dùng binh. Điều này rất có thể đã có thật sự. Có thuyết, quân Nhật Duật đánh đuổi đã bắn chết chủ suý ai lỗ. Sử nguyên chép ai lỗ chết bệnh. Không rõ được đâu đúng đâu sai. Hết chú thích trong cuộc bình nguyên nhật duật đã đóng góp rất nhiều nhật duật thiệp liệt sử sách rất ham thích đạo giáo thông hiểu sâu xa hư không sung điển trí kinh của đạo có tiếng là người học rộng có lòng khoan dung với người dưới trong nhà không hề chứa roi vọt để đánh nô tỳ làm việc giỏi và rất ngay thẳng phu nhân trịnh thị túc có lần nói việc riêng với ông ông gật đầu đến khi ra phủ làm việc người trưởng lại nay gọi là tránh văn phòng hay chủ sự phòng đem việc ấy ra trình ông không cho Từng có lần ông sai ra đồng giữ thuyền bị ra đồng của quốc phủ tức phủ hương đạo vương đánh. Có người đến mách, ông hỏi có ai chết hay bị trọng thương không? Không thì thôi, mách để làm gì? Lại có lần có người kiện kẻ gia tỳ của ông với quốc phủ. Quốc phủ sai người đến bắt, kẻ gia tỳ chạy vào trong phủ. Người đi bắt đuổi đến giữa nhà ẩm ý, phu nhân khóc nói. Ông là tể tướng mà Bình Trương cũng là tể tướng vì chỉ vì ông nhân nhu quá cho nên người ta mới khinh rẻ đến thế. Nhật Duật vẫn tự nhiên không nói gì, khẽ bảo ra Tỷ rằng Mi cứ ra, đâu đâu cũng có phép nước. Chú thích của soạn giả, chuyện này chép theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có điều đáng ngờ. Không có sách sử nào chép Hưng Đạo Vương có kiêm việc hình ngục, tức việc án. Có lẽ đây là một vị vương hầu nào khác giữ công việc hình án như thượng thư bộ hình trăng. Hết chú thích. Năm 1302, vua Anh Tông ra phong chiêu văn vương làm thái úy quốc công. Theo quy chế nhà Trần, thân vương vào triều làm tướng quốc nên được phong là thái úy quốc công. Bấy giờ Nhật Duật là quan đầu triều do Hưng đạo vương đã khuất. Năm 1324 Minh Tông giao phong làm tá thánh thái sư. Năm 1329 lại giao phong là chiêu văn đại vương. Năm 1330 dưới triều vua Hiến Tông tá thánh thái sư chiêu văn đại vương khuất hưởng thọ 77 tuổi. Sự nghiệp của thái sư gắn liền với chặng đường vinh quang nhất của triều nhà Trần. Triều văn vương nói về quyền quý là bậc thân vương từng thở bốn triều vua ba lần giữ chức chấn thủ trấn lớn trong nhà không ngày nào là không mở cuộc trèo hát bày trò chơi yến đẩm mà không ai chê là say đắm so với quách tử nghi đời đường bên trung quốc cũng cực xa xỉ mà không bị chê bai ông cũng gần được như thế vua minh tông rất quý trọng thái sư không những vì là một thân vương có địa vị cao trong hoàng tộc lại có huân công to lớn mà còn vì lẽ thừa nhỏ ông được ông nuôi nấng, chăm nom săn sóc. Phu nhân Trịnh Thị Túc là người thanh hoa, các vợ lẽ nàng hầu cũng đều là người thanh hoa cả. Các con cháu sau được bổ dụng làm quan cai trị các phủ, châu thanh hoa, cũng như con cháu quốc khang ở Diễn Châu. Tá Thánh Thái Sư Chiêu Văn Đại Vương là một vị hoàng tử có võ công oanh liệt, giữ chức vụ cao quý nhất nước sau hương đạo vương, lại giàu có và sống lâu, thọ đến 77 tuổi. Người đời người đời thời lấy ông làm hiện thân của hạnh phúc được đủ cả phú quý thọ nhưng lại có điều đáng tiếc là ông mê mải hưởng thụ sau vinh quang về già không còn trông nom gì đến việc nước nhà nữa để xảy ra vụ trần quốc trần bị hàm oan không theo được như hai thái sư thượng phụ trần thủ độ và trần quốc tuấn suốt đời tận tụy phục vụ đế nghiệp nhà trần tại tức mặc và nhiều nơi khác như ở xã vọng doanh huyện trực ninh nam định xã tiên lữ huyện lập thạch vĩnh yên có đền thờ chiêu văn vương chiêu đạo vương trần quang xưởng trần quang xưởng là con thứ vua thái tông anh cùng mẹ với ích tắc quang xưởng chuyên chú về văn học võ nghệ không được cao cường gì mấy thời bấy giờ nhà nước trộm võ nên quang xưởng không được trọng dụng ông lập riêng một viện sách trong nhà thu thập được nhiều sách quý cổ kim nhất là của trung quốc thấy đâu có sách nào quý thì tìm mua cho được không nữa thì cũng thuê người sao chép lấy trong hội nghị bình than quang xưởng bản nên đưa trọng lễ sang nguyên tiến công để xin bãi binh nghĩa là bàn chuyện đầu hàng do đó không được cầm binh quyền nhưng về sau quang xưởng lánh mình đi ẩn nơi xa xôi chứ không chịu theo hàng giặc khi chúng chiêm đóng gần khắp miền bắc tưởng như thế còn hơn ông em tài ba mà lại đi theo địch trong tim mình nổi giống lạc hồ giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ